MU báo động đỏ, ôm ỉ ghét nhau và phớt lờ lệnh Erik ten Hag. MU đứng cuối bảng số liệu thống kê từ các tiền đạo mùa này, nghi ngờ đang gia tăng với Erik ten Hag trong lúc phòng thay đồ ôm ỉ hiềm khích. Theo thống kê, MU đang xếp chót bảng về số bàn thắng ghi được từ các tiền đạo tại Premier League ở giải năm nay. Cụ thể, dù sở hữu đội hình giá trị nhưng quỷ đỏ mới chỉ có đúng một bàn được ghi bởi chân sút Rashford, còn lại đều tịt ngòi cho đến nay. Từ đầu mùa, đoàn quân Erik ten Hag có được số bàn thắng khiêm tốn 11 bàn sau 10 trận và để thủng lưới đến 16, nên hiệu số đang là âm 5. Đáng chú ý, trong số 11 bàn chỉ có duy nhất một đến từ hàng công. Rashford là tác giả nhưng vốn liếng từ đầu mùa Anh cũng chỉ có thế, khiến ván quỷ đã thất vọng lẫn tức giận muốn chân sút tuyển Anh bị loại khỏi đội hình đá chính MU. Với tân binh Rasmus Højlund dù rất khí thế nhưng cũng chưa thể tìm đường vào khung thành đối phương ở ngoại hạng Anh. Anthony là một thất vọng đắt đỏ khác, trong khi Marshall cũng bỏ lỡ việc kết liễu đối thủ dù có đến 8 lần ra sân. Ngược với MU ở đáy bảng, Newcastle đang dẫn đầu với 20 bàn có được từ các tiền đạo của họ. Liverpool xếp nhì 19 bàn, Brighton 16 bàn, trong khi với các nhà đương kim giữ cúp Man City là 14. Ở hai trận gần nhất, MU để thua trắng 6 bàn thua Man City và Newcastle với cùng tỷ số 0-3. Áp lực đang đè nặng lên Erik ten Hag trước nguy cơ mất việc ở Old Trafford. Tờ Manchester Evening News cho biết, những nghi ngờ gia tăng với cách cầm quân của Erik ten Hag và có sự bất bình âm ỉ giữa một số cầu thủ với đồng đội trong phòng thay đồ MU. Ngoài ra, một số sao quỷ đỏ không mấy ấn tượng với định hướng chung của câu lạc bộ. Báo chí Anh nhận định, bóng ma của nỗi ám ảnh cũ tại MU quay lại, cho thấy các cầu thủ không còn muốn đá bóng vì thuyền trưởng của họ. Tờ Times thông tin, các cầu thủ MU đã phớt lờ cảnh báo của Erik ten Hag trước trận Newcastle, không có thời gian để mà tiếc nuối cho bản thân và kêu gọi toàn đội về phía trước cùng nhau chiến đấu. Giữa muôn vàn khó khăn, không biết liệu Erik ten Hag có tự tạo ra được quyền năng nào để hóa phép quỷ đỏ bùng nổ, trở lại đường đua. MU khủng hoảng, Erik ten Hag sai lầm với Bruno Fernandes. Cuộc khủng hoảng mà MU của huấn luyện viên Erik ten Hag đang trải qua có nguyên nhân không nhỏ từ Bruno Fernandes, người cho thấy anh đeo nhầm băng đội trưởng. Trước khi MU di chuyển đến London để đá trận sớm nhất vòng 11 Premier League với Fulham, 19:30 ngày 4 tháng 11, các quan chức đội bóng xác nhận Erik ten Hag tiếp tục công tác huấn luyện. MU không vội thay đổi người huấn luyện. Dù vậy, từ trung tâm Carrington, thông điệp gửi đi cũng rất rõ ràng, đội cần phải cải thiện ngay lập tức về mặt kết quả cũng như sự thể hiện về lối chơi. Một năm rưỡi trước, ban điều hành MU ủng hộ Erik ten Hag như một người phù hợp với dự án lâu dài. Đó là lý do không có quyết định sa thải nào dù câu lạc bộ thua 8 trong 15 trận đã đấu. Dẫu vậy, tính kiên nhẫn của MU cũng có giới hạn, nhất là sau khi nhà Glazer thất bại trong quá trình đàm phán bán cổ phần. Điều này khiến cho giá trị cổ phiếu của câu lạc bộ trên thị trường chứng khoán Mỹ tụt giảm. Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà với cùng tỷ số 0-3 là kết quả không diễn ra từ 1962. Năm trận thua ở Old Trafford từ đầu mùa buộc các quan chức MU phải cảnh báo ten Hag cần cải thiện chất lượng bóng đá. Nét tích cực phải xuất hiện ngay lập tức, bắt đầu từ Craven Cottage cuối tuần này. Nếu không thắng Fulham, MU có thể sa thải nhà cầm quân người Hà Lan bất chấp khoản tiền đền bù khoảng 15 triệu bảng cho phần còn lại của hợp đồng. Chính ten Hag phải tự cứu mình. Và một trong những điều ông làm trước khi đến London là tìm kiếm tiếng nói chung với các cầu thủ. Những kết quả nghèo nàn vừa qua, bên cạnh cách dùng người, khiến ten Hag bị một bộ phận không nhỏ cầu thủ MU hoài nghi. Ông tạo nên bầu không khí ngột ngạt và thiếu niềm tin ngay trong phòng thay đồ. Sự ngột ngạt này từng được cảnh báo hồi mùa hè, phải thận trọng khi trao băng đội trưởng cho Bruno Fernandes. Vấn đề Bruno Fernandes, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2023-24, ten Hag gây bất ngờ khi tước băng đội trưởng của Harry Maguire và tìm cách đẩy trung vệ người Anh khỏi Old Trafford. Có nhiều câu hỏi về người kế thừa băng thủ quân. Hai gương mặt chính được nhắc đến, Casemiro, nhà vô địch thực thụ, cùng Bruno Fernandes có nhiều đóng góp trong các mùa giải vừa qua. Một số huyền thoại MU ủng hộ Casemiro, bởi vì dù đóng góp nhiều vào bàn thắng và kiến tạo kể từ ngày đến Old Trafford, tâm lý của Bruno Fernandes chưa bao giờ được đánh giá cao. Những gì diễn ra từ đầu mùa càng nói lên điều này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha suy giảm hiệu suất một cách bất thường khi phải gánh nhiều trách nhiệm hơn, bao gồm yếu tố tinh thần. Tính đến thời điểm này, anh mới chỉ ghi 2 bàn với 1 từ phạt đền cùng với 2 kiến tạo. Ở những trận cầu lớn, ví dụ như trận derby thua Man City 0-3, Bruno thường lạc lõng. Cựu cầu thủ Sporting Lisbon phơi bày tâm lý kém, rất dễ bị cuốn vào những tranh cãi ngoài chuyên môn. Thay cho việc tập trung vào chiến đấu và khích lệ tinh thần đồng đội, anh tốn quá nhiều thời gian để than vãn. Lối chơi của MU mà ten Hag cho triển khai là đưa bóng đến Bruno Fernandes. Riêng ở Premier League, anh nhận 505 đường truyền từ đồng đội,
cao hơn bất kỳ ai. Đứng sau là Victor Lindelöf 399 và Casemiro 369, có khoảng cách quá xa. Ngược lại, cầu thủ 29 tuổi chỉ có 70,4% đường truyền chính xác. Không một đồng đội nào có tỷ lệ thấp hơn trong các cầu thủ mà Ten Hag đã sử dụng. Tại Premier League, tính mọi vị trí và cầu thủ, đây là tỷ lệ chuyền bóng xếp thứ 227. Hiệu suất của anh thấp hơn rất nhiều so với Declan Rice 91,9%, hay Jude Bissouma 91,3%. Những tiền vệ giúp Tottenham và Arsenal duy trì thành tích bất bại, chiếm hai vị trí đầu bảng. Nếu được quyết định, điều đầu tiên tôi làm là tước băng đội trưởng của Fernandes, huyền thoại Roy Keane khá thực tế. Tôi hiểu điều này rất quan trọng, nhưng cậu ta không đủ tư cách làm đội trưởng. Thay đội trưởng giữa đường rất nhạy cảm. Thế nên, trước tiên Ten Hag phải tháo chiếc gông tâm lý cho Bruno Fernandes và cũng là tháo gông áp lực cho mình. Cầu thủ Manchester United phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn kém cỏi. Wayne Rooney kêu gọi những ngôi sao thi đấu kém hiệu quả của Manchester United hãy chịu trách nhiệm và khẳng định họ có thể làm được nhiều hơn thế. Trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với Erik Ten Hag sau những trận thua liên tiếp ở Old Trafford, cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Manchester United, tiền đạo Wayne Rooney, tin rằng các cầu thủ Manchester United cần phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn kém cỏi của mình sau khởi đầu mùa giải thảm hại. Quỷ đỏ đứng thứ 3 tại Premier League mùa giải 2022-2023 và chấm dứt hát danh hiệu bằng chức vô địch Carabao Cup mùa trước, nhưng họ đã không thể duy trì được những kết quả đó cho đến mùa giải này. Hiện, Manchester United đã để thua 8 trong số 15 trận trên mọi đấu trường, đặc biệt là đã phải chịu 2 trận thua liên tiếp 0-3 trước Manchester City và Newcastle tại Old Trafford trong tuần này. Áp lực đang đè nặng lên huấn luyện viên Erik Ten Hag. Mới đây, huyền thoại Manchester United Gary Neville ám chỉ rằng nhà cầm quân Hà Lan có thể bị sa thải ngay sau thất bại mới nhất của đội bóng vào thứ Tư. Nhưng Rooney, người vừa trở lại Anh để dẫn dắt Birmingham City, cảm thấy các cầu thủ phải chia sẻ trách nhiệm của mình. Đó chính là công việc, Rooney nói khi được hỏi về áp lực mà Ten Hag đang phải đối mặt. Tôi biết khi đến Birmingham City sẽ có rất nhiều áp lực. Và tôi biết chắc chắn rằng Ten Hag biết điều đó khi đến Manchester United. Mọi chuyện không diễn ra tốt như họ mong đợi, nhưng các cầu thủ cần phải chịu trách nhiệm. Tôi biết một số cầu thủ, họ không thể hiện ở đẳng cấp mà tôi biết. Và cuối cùng huấn luyện viên là người phải chịu trách nhiệm chính, đó là một phần của việc trở thành huấn luyện viên. Bình luận của Rooney được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng có sự phẫn nộ đang sôi sục trong phòng thay đồ của Manchester United. Một số cầu thủ cho rằng Ten Hag ưu ái một số cầu thủ trong đội. Paul Merson, cựu tiền đạo Arsenal cũng tin rằng Ten Hag đã mất các cầu thủ sau khi chứng kiến đội bóng có màn trình diễn thảm hại trước Newcastle và bị loại khỏi Carabao Cup. Ten Hag được cho là đã tổ chức các cuộc gặp riêng với các cầu thủ nhằm giải quyết tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan cần bắt đầu đạt được kết quả tích cực trên sân để ở lại sân Old Trafford. Manchester United sẽ thi đấu trở lại vào thứ Bảy khi họ tới làm khách trước Fulham, trước khi tiếp FC Copenhagen đấu vòng bảng Champions League và tiếp đón Luton vào cuối tuần tới. Hứa hẹn sẽ là một tuần quan trọng trong mùa giải của họ.